Trong một video trước của hai thầy, có một bạn đặt một câu hỏi về việc giữ bình tĩnh. Bạn ấy hỏi về cách giữ bình tĩnh trong một số trường hợp. Khi mất bình tĩnh, thậm chí bạn ấy còn thấy bị giảm nhiệt độ và thấy lạnh. Thực tế khi mà Google, các em chắc chắn sẽ thấy có nhiều tips nhỏ. Ví dụ như kiểu là hãy cố gắng kiểm soát nhịp thở, hãy cố gắng véo má hay là tát vào mặt mình một cái chẳng hạn để giữ bình tĩnh lại. Tuy nhiên, đấy chỉ là những giải pháp mang tính tạm thời, mà bất kỳ những cái kỹ năng nào quan trọng, mình đều cần phải luyện tập nó trong thời gian dài. Vậy thì trong video này, hai thầy sẽ chia sẻ một cách giúp mình giữ bình tĩnh và kiểm soát trong mọi tình huống vô cùng hiệu quả. Rất đơn giản đây, cái các em cần tập luyện đó chính là các bài luyện tập aerobic nhẹ nhàng. Nói cách khác đó chính là những bài sức bền. Aerobic định nghĩa là những bài sức bền khi mà nhịp tim của mình rơi vào khoảng mức cao hơn bình thường một chút, nhưng không quá cao, quá kiệt sức, và mình duy trì trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút. Ví dụ ở đây, đó chính là những bài và các động tác vô cùng quen thuộc. Ví dụ như là chạy bộ này, có thể là đạp xe, bạn nào có điều kiện thì có thể bơi liên tục trong vòng 20 phút trở lên. Tuy nhiên, cái quan trọng cần chú ý ở đây, đó chính là các em cần tập với cường độ vừa phải, không phải là quá nặng. Ví dụ như các em nâng tạ, bây giờ mình nâng tạ rất nặng trong vòng 1 phút, thì điều đó sẽ làm mình căng thẳng hơn, hay tập những bài Tabata hay HIIT cũng thế, khiến phản tác dụng. Và trong số tất cả các loại hình tập luyện mình vừa nghe, ví dụ như là bơi, chạy, đạp xe, nhảy, tập võ, vân vân, thì chạy bộ là ông vua của tất cả các loại hình tập luyện. Run. Hãy cùng tìm hiểu hai lý do chính khiến chạy bộ có hiệu quả rất cao trong việc giữ bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng. Lợi ích thứ nhất của việc tập sức bền đó chính là hạ nhịp tim. Ở đây thì các em có thể thấy trong rất nhiều trường hợp ở cuộc sống, khi mình căng thẳng thì nhịp tim của mình sẽ đẩy lên cao. Ví dụ như là khi mình đi phỏng vấn, hay là khi mình gặp một bạn nữ nào đó mình yêu thích chẳng hạn, thì nhịp tim của mình nó sẽ thay đổi liên tục, mình sẽ đập kinh khủng khiếp như là muốn bắn khỏi lồng ngực. Để xử lý việc nhịp tim cao này, cách hiệu quả nhất là tập luyện các bài sức bền tim mạch. Những bài này giúp tim hoạt động hiệu quả hơn và giúp hạ nhịp tim xuống đáng kể. Thực tế là các vận động viên sức bền là những người có nhịp tim rất thấp. Các nhà vô địch điền kinh, đạp xe, trượt tuyết đều có nhịp tim chỉ trong khoảng 35 đến 45 nhịp trong vòng 1 phút. Thực tế hai thầy đã chứng kiến việc này rất nhiều trong quá trình làm huấn luyện viên của mình. Nếu tập chạy bộ sức bền thường xuyên thì một người có nhịp tim thông thường đang cao, ví dụ như là 80-90 nhịp một phút, có thể hạ xuống chỉ còn 50-60 nhịp. Rất lý tưởng giúp mình kiểm soát nhịp tim trong các tình huống căng thẳng. Bản thân hai thầy đều là những người có ý thức và thói quen vận động lâu dài. Mỗi tuần thì mình đều chạy từ 2 cho đến 3 lần. Chính vì như thế nhịp tim của hai thầy luôn luôn ở mức dưới 60, đôi lúc có thể là dưới 50. Lý do thứ hai vì sao mình phải tập sức bền, đó là nó giúp mình hơi thở sâu và chất lượng hơn. Không ít lần thầy nói chuyện với các bạn và các bạn kể là mình thường xuyên rơi vào tình trạng bị hụt hơi, hơi thở nông, rất là cạn. Và các bạn thường xuyên, ví dụ trong phòng thi chẳng hạn, cảm thấy hơi thở của mình rất là khó chịu, máu không lên não được. Vậy thì, việc chạy bộ sẽ giúp cải thiện hệ hô hấp của bản thân. Khi các em chạy bộ, mình sẽ phải hít vào một lượng không khí nhiều hơn gấp 9 lần so với lúc mà mình đang đi bộ hay là làm việc thông thường. Và quan trọng ở đây là phổi của mình sẽ khỏe hơn, nó quen với lượng không khí nhiều hơn. Một lần hít thở, mình lấy được nhiều oxy hơn, vậy thì tất cả những chức năng hoạt động khác của cơ thể sẽ cùng được cải thiện. Ngoài ra, nếu trong tình huống căng thẳng, mình có thể hít sâu và thở ra một cách đều đặn thì nó cũng giúp cơ thể vào trạng thái bình tĩnh hơn rất nhiều. Hai yếu tố vừa rồi là hai lý do quan trọng nhất vì sao việc chạy bộ lại giúp cho mình giữ bình tĩnh tốt đến như vậy. Ngoài ra, ta còn một số yếu tố khác. Ví dụ như, chạy bộ còn giúp chúng ta kiểm soát nhiệt độ, giảm hormone stress và tiết ra hormone hưng phấn, giúp máu lưu thông trong não, tránh đầu óc bị mụ mị. Túm lại, lợi ích của việc xây dựng một thói quen vận động sức bền, cụ thể là chạy bộ nhẹ nhàng, là vô khối, không thể nào kể hết được. Tuy nhiên, trong cái việc là giúp mình kiểm soát bình tĩnh trong các tình huống căng thẳng, thì đấy, hai thầy vừa liệt kê hai lý do rất quan trọng mà các em nên có thói quen chạy bộ ở trên. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm, thì hai thầy đã để một cái link của một nghiên cứu. Và nghiên cứu này được thực hiện bởi trường đại học Harvard với chủ đề là Anxiety Disorder và làm thế nào mà chạy bộ lại giúp cho chúng ta xử lý vấn đề đấy. Rối loạn bồn chồn, lo âu. Túm mắt lại, hãy đảm bảo một tuần mình dành ít nhất 2 đến 3 buổi chạy bộ, mỗi buổi từ 15 đến 30 phút. Về lâu dài, chắc chắn mình sẽ thấy bất ngờ với khả năng tâm lý của bản thân.